Kính chào quý vị và các bạn đang đón xem chương trình Cao bằng ngày mới của Đài Phát thanh truyền hình Cao Bằng. Chương trình hôm nay thứ năm, ngày 19 tháng 10 năm 2023. Mở đầu chương trình mời quý khán giả cùng đến với phần tin tức thời sự trong tỉnh. Dưới sự chủ trì của đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026, tổ chức kỳ họp thứ 16, kỳ họp chuyên đề đã được tiến hành để lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu, thực hiện quy trình miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, bầu bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, thông qua một số nội dung quan trọng liên quan đến triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Tham dự kỳ họp có đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Hoàng Xuân Ánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh. Kỳ họp đã tiến hành quy trình miễn nhiệm Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Văn Dương, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo do nghỉ hưu theo chế độ. Đồng chí Đàm Minh Diện Nguyên chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do chuyển công tác khác, đồng thời tiến hành bầu bổ sung 5 ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026. Cũng tại kỳ họp, các đại biểu chia tổ thảo luận, thực hiện lấy phiếu tín nhiệm đối với 25 đồng chí giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu xem xét thông qua dự thảo nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ, mẫu hồ sơ, trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Phát biểu tại kỳ họp, đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh đây là kỳ họp chuyên đề lần thứ tư trong năm 2023 và là kỳ họp chuyên đề lần thứ 11 kể từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Theo chương trình, kỳ họp chuyên đề lần thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định nhiều nội dung quan trọng. Trong đó, tổ chức thực hiện nội dung lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu nhằm triển khai thực hiện quy định số 96 của Ban Chấp hành Trung ương về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo quản lý trong hệ thống chính trị. Nghị quyết số 96 của Quốc hội về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Đây là lần lấy phiếu tín nhiệm duy nhất của Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026 và là nội dung giám sát quan trọng của Hội đồng nhân dân tỉnh. Việc lấy phiếu tín nhiệm sẽ góp phần đánh giá uy tín và kết quả thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao của cán bộ, giúp cán bộ tự soi tự sửa, tiếp tục phấn đấu rèn luyện trong công tác là cơ sở quan trọng đề cấp ủy tổ chức đảng đào tạo bồi dưỡng, bố trí sử dụng cán bộ, nâng cao hiệu quả công tác lãnh đạo quản lý, giám sát cán bộ. Trên tinh thần dân chủ, các đại biểu đã thảo luận, biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết ban hành quy định nội dung hỗ trợ mẫu hồ sơ trình tự thủ tục lựa chọn dự án, kế hoạch, phương án sản xuất, lựa chọn đơn vị đặt hàng trong thực hiện các hoạt động hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết về việc miễn nhiệm ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu cử bổ sung ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng nhiệm kỳ 2021-2026. Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng nhân dân tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 16 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 17 nhiệm kỳ 2021-2026. Bế mạc kỳ họp, đồng chí Triệu Đình Lê, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần tập trung giả soát, thực hiện các biện pháp cụ thể trên từng lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành tốt nhất tất cả các chỉ tiêu, mục tiêu kế hoạch năm 2023 đã đề ra tập trung chỉ đạo quyết liệt toàn tỉnh, dồn sức vào việc thực hiện các nhiệm vụ còn lại về phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trong 2 tháng cuối năm 2023. Đặc biệt là khẩn trương giải ngân kịp thời vốn đầu tư công, nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường thu ngân sách, chống thất thu ngân sách, quyết tâm cao nhất khởi công dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng Lạng Sơn Trà Lĩnh Cao Bằng trong tháng 12 năm 2023. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh vừa tổ chức hội nghị trực tuyến với điểm cầu các huyện tập huấn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp nhiệm kỳ 2024-2029. Đồng chí Hà Ngọc Giáp, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Trưởng ban dân vận tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh chủ trì hội nghị. Hội nghị đã quán triệt triển khai các văn bản chỉ thị số 22 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về lãnh đạo Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 10. Nhiệm kỳ 2024-2029, chỉ thị số 26 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới đại hội đại biểu mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Bằng lần thứ 13, nhiệm kỳ 2024-2029, đề án số 11 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề án số 243 của Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hướng dẫn số 104 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn số 94 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức hội nghị kiện toàn ban công tác mặt trận ở khu dân cư nhiệm kỳ 2024-2026, kế hoạch số 372 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về tổ chức tuyên truyền đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và một số văn bản hướng dẫn khác kết luận hội nghị đồng chí hà ngọc giáp ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy trưởng ban dân vận tỉnh ủy chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh đề nghị ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp cần nghiên cứu kỹ các tài liệu phục vụ công tác tổ chức đại hội trong đó phải nắm được nội dung cơ bản cốt lõi triển khai từng cấp mặt trận cho phù hợp về công tác tổ chức đại hội cần chuẩn bị kỹ toàn bộ nội dung liên quan đến đại hội một cách đầy đủ khách quan toàn diện trên tinh thần làm đến đâu nói đến đó và thẳng thắn chỉ ra các khuyết điểm tồn tại có tính đặc thù của địa phương đồng thời phải xây dựng phương hướng nhiệm vụ thời gian tới trên cơ sở đúng khách quan phản ánh được thực tiễn phát triển của các đơn vị tránh tình trạng sao chép phải lấy ý kiến rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân trong quá trình chuẩn bị văn kiện phát hiện đề xuất được những nội dung nào còn bất cập chưa phù hợp với điều kiện phát triển trong điều lệ của mặt trận tổ quốc việt nam công tác lựa chọn giới thiệu nhân sự đại hội ủy ban mặt trận tổ quốc các cấp phải đảm bảo cơ cấu số lượng hợp lý có tỷ lệ người ngoài đảng phù hợp chú trọng phát hiện giới thiệu người có năng lực uy tín tâm huyết và trách nhiệm đại diện cho một giai cấp trong xã hội dân tộc tôn giáo hoặc một lĩnh vực ngành nghề đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước trong và sau đại hội nhằm tạo sự lan tỏa rộng khắp trong hệ thống mặt trận các cấp, hội viên đoàn viên và các tầng lớp nhân dân. Cục Phòng chống HIV/AIDS Bộ Y tế phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng vừa tổ chức tập huấn trần đoán, điều trị HIV/AIDS và quản lý thuốc ARV cho 38 học viên là bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế tại lớp tập huấn các học viên được truyền đạt kiến thức cơ bản về hivs xét nghiệm và chẩn đoán nhiễm hiv cập nhật tình hình điều trị hiv tại tỉnh cao bằng hướng dẫn thực hiện báo cáo bệnh nhân điều trị hivs trên phần mềm hmed thực hành báo cáo và hướng dẫn phát hiện lỗi thường gặp người bệnh điều trị hivs trên phần mềm hmed giới thiệu thuốc arv và quy trình trong điều trị thuốc arv điều trị dự phòng nhiễm trùng cơ hội dự phòng lao và điều trị lao tiềm ẩn Tổng quan hoạt động phối hợp lao HIV và quy trình báo cáo chỉ số lao HIV theo quy định của Bộ Y tế. Hướng dẫn quy định liên quan tiếp nhận và điều tiết thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế, tiếp nhận và báo cáo thuốc trên hệ thống phần mềm HMED. Thực hành điều tiết thuốc ARV nguồn bảo hiểm y tế cấp cơ sở trên phần mềm HMED Kết thúc lớp tập huấn, các học viên sẽ được Cục Phòng chống HIVS cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn chẩn đoán điều trị HIVS và quản lý thuốc ARV. Thưa quý vị và các bạn, một số địa phương trên địa bàn tỉnh có tiềm năng, lợi thế về thổ nhưỡng, điều kiện khí hậu phù hợp trồng cây rong giềng. Và miến rong cao bằng cũng đã trở thành thương hiệu như miến rong mỏ thiếc, miến phê đén và miến ăn lại. Trong chương trình hôm nay, chúng ta cùng đến với hợp tác xã nông nghiệp cơ sở sản xuất miến rong Trà Lĩnh. Tuy không nằm trong vùng miến rong mà nhiều người biết đến, nhưng cơ sở sản xuất miến Trà Lĩnh đang đưa thương hiệu của mình vươn xa. sản xuất hơn một tạ miến rong khô mỗi ngày, tạo công an việc làm thường xuyên cho 5 công nhân của địa phương. Đây là con số thể hiện quy mô, hiệu quả của hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở sản xuất miến rong trà lĩnh. Xã Cao Trương, huyện Trùng Khánh là một trong những vùng trồng nhiều cây rong giềng trên địa bàn tỉnh. Điều này đã tạo nên nguồn nguyên liệu dồi dào cho nghề sản xuất miến rong của địa phương. Xưa nay, người dân nơi đây, đây chỉ sản xuất miến rong theo phương pháp thủ công nên sản lượng không cao. Để giúp nâng cao sản xuất, đưa thương hiệu sản phẩm miến rong của quê hương được nhiều người biết đến hơn chị Lục Thị Nhã đã mạnh dạn xây dựng cơ sở sản xuất miến rong theo phương pháp hiện đại. Dù quy trình sản xuất được áp dụng máy móc để giảm công sức lao động, nhưng sợi miến vẫn giữ nguyên được chất lượng và hương vị truyền thống. Tôi nhận thấy rằng là ở địa phương mình sẽ có rất là nhiều tiềm năng và đặc biệt là nguồn miến rong. Nên là tôi đã tận dụng cơ hội đấy để xây dựng cho mình một mô hình đó là thứ nhất là cũng tăng thu nhập cho gia đình và thứ hai là cũng là để cho nhân dân bà con tạo được một cái nguồn thu nhập cho gia đình và tôi cũng muốn là đưa cái sản phẩm của mình để cho khách hàng có thể tin cậy và lựa chọn cái sản phẩm của mình là sản phẩm sạch an toàn và đặc biệt là có thể đặc sản của địa phương mình sẽ được phát triển rộng rãi trên Thương hiệu đặc sản miến rong Trà Lĩnh đã có mặt trên thị trường hơn 2 năm nay. Để giữ vững thương hiệu này, theo chị Nhã, cần đặt chất lượng lên hàng đầu. Đó là sản phẩm phải sạch. Chính vì thế mà mọi quy trình sản xuất miến được chị và các thành viên trong gia đình trực tiếp làm. Trước hết là nguyên liệu để làm miến phải đảm bảo chất lượng. Bột rong phải làm từ những củ rong giềng còn tươi, không bị thối. Củ rong phải được rửa nhiều lần với nước mới đem nghiền thành bột. Riêng công đoạn làm bột, chị Nhã đặc biệt tuân thủ theo phương pháp thủ công, không sử dụng chất tẩy rửa hay chất bảo quản vào bột để đảm bảo nguyên liệu sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Ở cái cơ sở sản xuất miến rong trà lĩnh của chúng tôi đặc biệt chú trọng việc uh, an toàn, thứ nhất là sạch sẽ. Uh, cái khâu mà tôi quan trọng nhất đó chính là cái khâu mà tôi đi chọn lựa chọn những củ rong củ rong thật là phải tốt sạch và sẽ trải qua rất là nhiều công đoạn rửa qua bao nhiêu quá trình thì mới có thể được ra được cái sản phẩm cái khâu quan trọng nhất mà để có ra được cái sợi miến mà đẹp nhất thì chúng tôi quan trọng đến cái phần thứ nhất đó là lọc bột và phần thứ hai nữa đó là liên quan đến cái nhiệt độ để có thể làm ra được cái sợi miến nhiệt độ phải đủ và phải đúng thì sợi miến ra thì nó mới có thể đẹp và không bị đứt đoạn và mặc dù là cơ sở sản xuất miến rong của tôi áp dụng nhiều công nghệ máy móc nhưng mà chúng tôi vẫn đảm bảo được là thứ nhất đó là sợi miến phải đẹp phải dai và trong và đặc biệt là ăn là sẽ không bị nát và chúng tôi sẽ không dùng bất kỳ một chất phụ da nào hay là một chất hàn the nào để sử dụng cho sản phẩm của mình để có thể mang được cái sản phẩm an toàn đến với người tiêu dùng một cách hiệu quả nhất và tốt nhất Sau khi xử lý xong nguyên liệu Chị Nhã đặc biệt quan tâm đến khâu lọc bột rong trước khi chế biến thành sợi miến Bởi nếu như công đoạn này không được làm tỉ mỉ Sẽ để lại sạn, gây ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm Thêm vào đó để sợi miến được dai ngon thì tỷ lệ bột và nước phải được cân chỉnh phù hợp. Nước phải sôi đủ độ, khi hòa vào bột phải được đảo đều thì bột miến mới mịn và sánh đều. Để giảm công sức lao động, nâng cao năng suất thì những khâu như là khuấy bột, tạo sợi miến đều được chị Nhã đưa máy móc hiện đại vào quy trình sản xuất. Việc ứng dụng máy móc vào sản xuất giúp tăng sản lượng. Nếu như trước đây, một tạ miến khô cần 6 đến 7 người cùng làm trong một ngày, nhưng hiện với các thiết bị phụ trợ chỉ cần hai công nhân đã có thể sản xuất được. Từ việc tuân thủ quy trình sản xuất sạch, tạo nên thương hiệu và uy tín cho sản phẩm miến rong của chị Nhã. Hiện mỗi ngày, cơ sở sản xuất ra trên một tạ miến rong khô thành phẩm. Miến làm ra đều được tiêu thụ hết. Sản phẩm miến rong của chị Nhã được các mối xỉ ở ngoài tỉnh tìm đặt hàng. Bên cạnh đó, chị đã xây dựng được tệp khách hàng lẻ, thường xuyên mua sản phẩm trên nền tảng mạng xã hội đặc biệt hơn là sản phẩm của chị luôn nhận được phản hồi tích cực từ khách hàng. Dạ, vâng, ở cái sản phẩm miến rong của tôi thì tôi sẽ tiêu thụ ở ngoài thị trường là tôi bán ở tại địa phương của tôi là khách hàng ở các tỉnh như ở trong ở trong miền Nam, như ví dụ như là ở Bình Dương hay là Đắk Lắk, Lâm Đồng hay gì đấy thì khách hàng cũng lựa chọn cái sản phẩm của tôi. với mục tiêu đặt chất lượng sản phẩm miến rong lên hàng đầu chị nhã đã xây dựng được thương hiệu đặc sản miến rong của quê hương trà lĩnh hiện cơ sở sản xuất của chị đã có đầy đủ các giấy tờ tư cách pháp nhân nhất là có giấy chứng nhận kiểm định đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm do sở công thương cấp chị đã hoàn thiện các thủ tục hồ sơ để công nhận sản phẩm ô cốp và dự kiến sẽ được công bố trong thời gian gần nhất cái cơ sở sản xuất miến rong của chúng tôi thì hiện nay đã được cấp giấy phép an toàn vệ sinh thực phẩm đã được sở công thương ký thứ hai nữa thì chúng sản phẩm của tôi đã được công bố ra thị trường và thứ ba nữa là tôi có cái giấy tờ thứ nhất đó là về cái nguồn nguyên liệu của địa phương thì đã được ký kết với các người dân để có thể thu mua lại những cái nguồn nguyên liệu từ người dân và đến cuối tháng 12 thì cái sản phẩm của tôi sẽ được là công nhận là sản phẩm ô cốp 3 sao. Không chỉ sản xuất miến rong đem lại thu nhập cho gia đình, mà chị Nhã cùng bà con nhân dân trong xã Cao Trương đã thành lập hợp tác xã nông nghiệp, cơ sở sản xuất miến rong trà lĩnh gồm 7 thành viên. Cùng với đó là hợp tác xã đang thực hiện liên kết 3 tại chỗ trong quy trình sản xuất miến rong. Cụ thể, hợp tác xã đang liên kết bao tiêu sản phẩm củ rong giềng với bà con nhân dân trong xã với diện tích hơn 5 hecta, có cơ sở sản xuất và sử dụng nguồn nhân lực của địa phương. Cơ sở sản xuất miến rong của chị Nhã nằm trên tuyến đường đi vào núi Mắt Thần. Điều này đang tạo đà để thuận lợi cho chị giới thiệu đưa sản phẩm miến rong của địa phương vươn xa hơn nữa. Nhất là khi chị đang thực hiện mô hình điểm dừng chân cho du khách ngay tại cơ sở sản xuất miến rong. Việc này sẽ mở ra hướng đi mới, đó là gắn cơ sở sản xuất với dịch vụ trải nghiệm nghề làm miếng giăm cho khách du lịch. Trong những năm tới thì tôi mong muốn là cái sản phẩm của tôi sẽ được uh, tiêu thụ ra thị trường uh, đến uh, tất cả các uh, vùng miền trên cả nước. Với cái uh, uh, với cái nhu cầu ở uh, địa phương hiện nay thì có một cái nguồn du lịch của chúng tôi đó là núi thủng nên là tôi cũng muốn là uh, đi kèm với cái du lịch của núi thủng thì tôi muốn là cái sản phẩm của mình sẽ được uh, đến các khách du lịch đến đây thì sẽ được uh, trải nghiệm cái sản phẩm của chúng tôi theo cách là mọi người sẽ đi du lịch đến núi Thủng và sẽ dừng chân lại tại cái điểm cơ sở sản xuất miến rong của chúng tôi để trải nghiệm sản phẩm. Từ việc xác định rõ mục tiêu sản xuất, đó là tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe, chị Lục Thị Nhã đã đưa thương hiệu đặc sản miến rong trà lĩnh đến với người tiêu dùng. Với quy trình sản xuất khép kín, từ nguyên liệu sản xuất đến chế biến tại chỗ sản phẩm miến rong của chị Nhã đã dần khẳng định được vị trí của mình trên thị trường. Đây cũng chính là tiền đề để đặc sản quê hương vươn xa hơn đến với thị trường ngoài tỉnh. Chuyển sang thời lượng của mục điểm báo, Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã rời Hà Nội đến Riyadh tham dự hội nghị cấp cao ASEAN GCC và thăm Ả Rập Xê Út theo lời mời của Quốc vương Ả Rập Xê Út. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước chuẩn bị kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính chắc chắn sẽ tạo xung lục mới thúc đẩy quan hệ giữa hai nước. Các hoạt động của Thủ tướng sẽ tập trung vào thúc đẩy quan hệ đầu tư, kinh tế, thương mại, lao động. Đại sứ Đặng Xuân Dũng nói. Về hợp tác đầu tư, những năm qua nhiều tập đoàn, công ty lớn của Ả Rập Xê Út đang thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Ngoài ra, Quỹ Phát triển Ả Rập Xê Út đã và đang cấp vốn vay ưu đãi cho 13 dự án với tổng trị giá hơn 181 triệu USD. Hiện Việt Nam có khoảng 4 đến 5 nghìn lao động làm việc tại Ả Rập Xê Út, chủ yếu là lao động phổ thông như giúp việc gia đình, lái xe, thợ máy, thợ nề, Cùng với sự tăng trưởng của kim ngạch xuất khẩu, hàng hóa của Việt Nam liên tục đối mặt với nhiều vụ việc điều tra, áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại của nước ngoài. Dự báo những tháng cuối năm 2023, tình hình sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, nên doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng cần tìm hiểu quy định pháp luật, thực tiễn điều tra phòng vệ thương mại, chống lần tránh của các nước xuất khẩu, nhất là với thị trường mục tiêu. Việc Việt Nam tham gia vào nhiều hiệp định thương mại tự do FTA, hàng đầu thuế quan dần được dỡ bỏ xuất khẩu nhiều mặt hàng của việt nam đang trên đà tăng trưởng mạnh tuy nhiên điều này cũng gây áp lực cho doanh nghiệp trong nước tại thị trường nhập khẩu buộc chính phủ của họ phải sử dụng các công cụ chính sách để bảo vệ lợi ích của ngành sản xuất trong nước trong đó có biện pháp phòng vệ thương mại là công cụ được tổ chức thương mại thế giới wto cho phép Bộ Công thương cũng luôn theo sát và thực hiện hoạt động phòng vệ thương mại trên cơ sở yêu cầu của ngành sản xuất trong nước để ngăn chặn những hành vi cạnh tranh không công bằng của hàng hóa nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật và cam kết quốc tế. Hội Bảo trợ Phụ nữ và trẻ em nghèo bất hành thành phố tổ chức kỷ niệm 20 năm thực hiện chương trình chữa tiêm mầm sinh giai đoạn 2003-2023. Trong 20 năm qua, Hội Bảo trợ Phụ nữ và Trẻ em nghèo bất hạnh thành phố phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức hơn 750 điểm khám, có hơn 515.000 trẻ em được tầm soát, phát hiện 2.340 trẻ em nghi bị bệnh tim bẩm sinh. Hội trực tiếp làm việc với các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp, doanh nhân, cá nhân trong và ngoài nước, và động kinh phí giúp gần 1.400 em được phẫu thuật tim, tổng số tiền hơn 57 tỷ đồng. Đặc biệt, cùng với những kết quả đã đạt được trong quá trình thực hiện chương trình luôn giữ được tôn chỉ hướng đến mục tiêu nhân văn xuyên suốt, đó là tổ chức khám sàng lọc cho trẻ em từ 0 đến 18 tuổi để phát hiện bị bệnh tim bẩm sinh nhằm cứu chữa kịp thời, rút ngắn tối đa các hồ sơ, thủ tục để các em được nhanh chóng phẫu thuật. Hà Nội đã tăng một bậc so với năm ngoái lên vị trí thứ 96 trong bảng xếp hạng danh sách 100 thành phố du lịch tốt nhất thế giới do công ty tư vấn du lịch hàng đầu tại Canada tổng hợp. Để tổng hợp bảng xếp hạng, công ty có trụ sở tại Canada đã phân tích hơn 270 thành phố toàn cầu với dân số hơn 1 triệu người để xác định top 100 dựa trên các tiêu chí như điểm tham quan và thắng cảnh, kết nối sân bay, công viên và giải trí, cuộc sống về đêm, nhà hàng, khu mua sắm và GDP bình quân đầu người được nhóm thành 3 trụ cột. Hà Nội, nơi có 7,5 triệu dân, hội tụ đầy đủ các triệu truyền thống và dịch vụ mua sắm cao cấp. Các khu đi bộ quanh Hồ Hoàn Kiếm và một số tuyến phố trong khu phố cổ mở cửa vào thứ Bảy và Chủ nhật là thời nam châm thu hút người dân Hà Nội và khách du lịch vào những ngày cuối tuần. Theo Sở Du lịch Thành phố, Hà Nội đã đón 18,9 triệu lượt khách du lịch trong 9 tháng năm 2023, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, lượng khách du lịch nước ngoài đạt 3,2 triệu tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái và vượt mục tiêu 3 triệu của năm nay. Lực lượng công an nhân dân đã triển khai xây dựng trên 14.200 căn nhà cho người nghèo, tương đương gần 600 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân. Đây cũng chính là nội dung chúng tôi muốn đề cập trong tờ mục con số hôm nay. Theo thống kê đến nay, lực lượng công an nhân dân đã triển khai xây dựng trên 14.200 căn nhà cho người nghèo, tương đương gần 600 tỷ đồng, trong đó có sự đóng góp của các doanh nghiệp Việc làm này đã thể hiện tính nhân văn sâu sắc, thấm đượm tình người, góp phần giữ vững an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, hưởng ứng phong trào cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau, với tinh thần trao yêu thương để nhận về hạnh phúc. Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua chúc mừng các doanh nhân được tặng kỷ niệm trương bảo vệ an ninh tổ quốc của bộ công an khẳng định đây không chỉ là sự ghi nhận của bộ công an đối với các doanh nhân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự mà còn thể hiện sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân và các doanh nghiệp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc Đồ hộp đã quá hạn sử dụng sẽ bị giảm hương vị, chất lượng dinh dưỡng không còn tối ưu. Tuy nhiên do thực phẩm trong hộp đựng được xử lý vô trùng và niêm phong chân không, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập nên sẽ không bị hỏng. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, hầu hết các loại thực phẩm đóng hộp sẽ tồn tại vô thời hạn chừng nào chúng còn được giữ ở tình trạng tốt nhất. Đồ hộp đã quá hạn sử dụng sẽ bị giảm hương vị, chất lượng dinh dưỡng không còn tối ưu. Tuy nhiên, do thực phẩm trong hộp đựng được xử lý vô trùng và niêm phong chân không, ngăn chặn vi khuẩn xâm nhập nên sẽ không bị hỏng. Trong trường hợp, hộp có dấu hiệu bị do dỉ hay bị bóc nặng. Thực phẩm đóng hộp có mùi hôi hoặc trào ra chất lỏng khi mở, người tiêu dùng không nên tiếp tục sử dụng sản phẩm đó. Ngoài ra, khi thấy nắp hộp bật ra hoặc phồng lên bất thường, hãy vứt đi. Để sử dụng đồ hộp không gây hại cho sức khỏe, đầu tiên bạn cần lựa chọn đồ hộp phù hợp trong các loại thực phẩm đóng hộp thường chứa hàm lượng chất béo cao một số loại đồ hộp còn chứa nhiều muối và đường do đó cần cân nhắc loại đồ hộp cũng như lượng tiêu thụ của mỗi người với những người mắc bệnh cao huyết áp máu nh nhiễm mỡ hay các bệnh tim mạch thì không nên sử dụng thực phẩm đóng hộp nguyên nhân là bởi chúng chứa rất nhiều muối đường không tốt cho sức khỏe phụ nữ có thai và trẻ em cũng không nên ăn đồ hộp nếu muốn sử dụng đồ hộp cần phải lựa chọn thật kỹ tốt nhất là nên dùng loại đã qua thanh trùng chế biến nhiệt không sử dụng loại đồ hộp có chứa chất bảo quản bất cứ đối tượng nào cũng chỉ ăn đồ hộp ở mức độ vừa phải không lạm dụng đồ hộp thường xuyên liên tục chỉ sử dụng đồ hộp trong giới hạn sử dụng mà nhà sản xuất đã đưa ra các loại đồ hộp quá hạn thường tiêm ẩn nhiều chất độc hại mặc dù về hương vị có thể không thay đổi nhiều nhưng không còn an toàn cho sức khỏe khi mở nắp đồ hộp phải sử dụng hết trong thời gian ngắn Đồ hộp bảo quản được lâu là nhờ quá trình thanh trùng trong môi trường chân không. Thực phẩm chứa trong hộp không tiếp xúc với không khí bên ngoài, đồng thời cũng không tiếp xúc với các loại vi khuẩn nấm mốc. Nhưng khi bạn mở hộp ra sử dụng, môi trường thuận lợi sẽ làm đồ hộp hỏng rất nhanh. Tốt nhất là nên sử dụng hết trong vòng 12 tiếng, không để đồ hộp qua đêm. Nếu đồ hộp đã mở lâu mà không dùng hết, tốt nhất là nên đổ đi. Sử dụng chúng có thể khiến bạn gặp các vấn đề về tiêu hóa của độc thực phẩm. Nấu chín trước khi ăn là cách sử dụng đồ hộp không gây hại cho sức khỏe, không nhiều người biết đến. Mặc dù đa phần các loại thực phẩm có trong đồ hộp là thức ăn chín, tuy nhiên, để đảm bảo an toàn và tiêu diệt toàn bộ vi trùng nấm mốc, bạn vẫn nên cho chúng vào nấu chín. Việc nấu chín lại không ảnh hưởng đến chất lượng cũng như hương vị của món ăn. chương trình các bằng ngày mới đến đây xin được khép lại cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại